Đây là khu công nghiệp Tân Tạo mọi người à. Đường ở đây rất là rộng, toàn là mấy cái xí nghiệp với lại hãng xưởng các bạn. Bây giờ đi về Vũng Tây không biết đi về đường nào luôn. Chắc rẽ phải ở đây quá. Để đi ra được ngoài kia á mà. Đây đi tiếp đường số 2 một km nữa. Nói biết tiền á cũng không đúng, nhưng mà nói không đúng á cũng không đúng, cái gì mình mua tay fan rồi mình như dân dần rồi chỉ cái đường chạy nhưng mà nó chỉ chạy lần vòng rồi mà ở đó nó không có về tới nhà đi, nó chỉ chạy lần vòng. Có nhiều chỗ nó có mấy cái cây ấy, nhìn giống như là ở trong rừng trong rú cái gì á, xí nghiệp mà phải trồng cây nhiều cho nó đỡ bị ô nhiễm, nhưng mà đôi lúc đó, những cái khí độc mà mấy cái nhà máy sản xuất đó, nó thải ra cây nó cũng bé, cây rồi nó cũng không có lành nổi nữa. Nhưng mà dù sao thì các cây vẫn còn hơn là không có. Thấy rộng mệt, rất là rộng luôn, cái khu này rộng lắm, rộng kinh hồn. Siêu thị gọi là siêu thị Go Go chấm than, siêu thị Go chấm than ở đây, siêu thị Go
tưởng như là cái xã hội này là nó bán sỉ á, chứ không bán lẻ đâu. Rất là bị kinh hồn. Nó giống như là siêu thị mê chơi vậy đó. Ở đây là có bán nguyên liệu mà mọi người à. Cũng rẻ lắm, có 10.000 đây à. Nhưng mà nó hơi bị ngọt, nó làm ngọt lắm, nó làm ngọt như đường vậy. Mà tính mưa mà không cũng ngon, cũng ngon chứ không phải dở nha. Nhưng mà do là vì nó ngọt á, ăn nó nhẹ nhẹ, mình không thấy ăn ngọt tí xíu nào luôn á. Xe máy đường chạy mạnh, có một cái cây cầu đầy cầu Bà Tiến, đã cái cầu Bà Tiến. Cái gì vừa họ đặt đi, họ đặt bên cầu quá nghe thấy nó cũ quá, nó không có là cái nghĩa gì á. Mỗi xe miền Tây 30.000, 6.000, 30.000 có nhỏ xíu à, không có bự gì cũng đâu. Bây giờ mình đi chạy qua bên kia, vòng xe là cạn Phú Định, 24 cây số nữa ra được cạn Phú Định rồi. Tàu hủ đâu ra 7.000, cũng mắc thì cũng không mắc, cũng được. Ở đây có một cái chợ nè mọi người à, có một cái chợ nè, để mình rẽ vào trong chợ mình cho thử ra. Có một cái chợ ở đây nè, mình nhớ chỗ này nè, ở đây nè, có một cái khu chợ ngay chỗ này. Có một cái khu chợ ở đây. Đây là cái chợ mà để mấy đồ là cái. Giờ là có mấy cái chai thủy tinh đó, rất là khó để chở. Vậy nó cứ bị lúc lắc lúc á. Đó. Giờ rẽ vô chợ nha, chợ khu phố 2 ở trong đây nè. Chợ khu phố 2 mọi người, Hồ Ngọc Lãm. Chiều người ta vẫn bán đồ nha, bán đồ. Thịt heo vẫn còn có chờ. Nguyên một chỉ dài đó có tới 4-5 người bán thịt heo rồi. Giờ là chạy bị ngược nắng á, nên khó bụng quá. Rau củ quả vẫn bán vẫn rất nhiều ha. Tới đó là chạy vô hiểm nhà người ta rồi, mình sẽ để trái lấy mấy cái mỹ phẩm tham gia. Dạ, giờ này vắng rồi đó. Ở đây cũng là một cái dãy chợ nữa, chủ yếu là bán rau này kia. Quần áo này kia mà vàng bạc thì cũng lắm, cũng nhiều đó.
chạy ngược lại một phần nữa ha. Chưa có xem hết. Dạ. Chạy ngược lại. Cái đồ điện, đồ gia dụng như kia. Ồ. Như kiểu là thiên đường quần áo luôn, bán quá trời quần áo luôn. Đây là trong đồng thợ nè. Mấy cái sạp trong lòng chợ đó, nó cũng dẹp hết rồi. Bên đây thì bán nấu nhiệt hơn nè. Tôm, cua, cá, mực dẹ, bánh chén, đồ khô. Cái đồ gia dụng, nồi niêu, son, chảo, các thứ. Đồ em bé, rồi là thuốc giảm tóc, vân vân. Sạp thịt heo giống lúc nãy đấy. Có mấy người bán dạo nè. Hello.